Dạ cơ Lê Nguyễn, mình chào bà con và các bạn đang xem kênh nha. Hôm nay quay trở lại nhà vườn Hoàng Thịnh, mình giao lưu hoa giấy thành phẩm ghép nhiều màu nha bà con. Ghép một cây ba bốn màu siêu hoa, một số cây nho thân gỗ sỉ và lẻ luôn nha bà con. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng xem và giao lưu với nhà vườn ạ. Dạ em chào anh Liêm, em chào cô chú anh chị đang xem kênh của anh Liêm ha. Hôm nay nhà vườn em quay trở lại nha cô chú anh chị. Mình có một số giấy hành phẩm với nho thân gỗ cây giống ha, muốn giao lưu tới cô chú anh chị qua số điện thoại là 0762 966 109 ạ, cũng là số Zalo của nhà vườn em luôn ạ. Rất mong cô chú anh chị ủng hộ nhà vườn em. Để không làm mất thời gian thì em xin vô mã số 1 ạ. Một cây đỏ lửa tâm một cốt. Mã số 1 à, chiều cao 1m30, tán ngang 1m15, hoành 23. Đỏ lửa thì đang ra hoa rất là nhiều hả cô chú anh chị. Một cốt cao. Mã số 1 500 ngàn ạ. Tất cả các mã số của nhà vườn em thì em đều bao ship ạ. Tiếp theo mã số 2 ạ, một cây dưa hấu đỏ tông một cốt ạ. Chiều cao 1 mét, tán ngang 90, hoành 11 ạ. Dưa hấu đỏ hoa chùm nha bà con. Để em nghiêng xuống cho cô chú anh chị mình xem cái phong tàn của nó ha. Tròn xoe luôn. Tàn Hoa rất rất là gỗ luôn nha cô chú anh chị. Một hoa dưa hấu đỏ thì một hoa rất là đẹp ha. Một cốt. Rồi mã số 2 300 ngàn ạ. Tiếp theo ạ, mã số 3 cũng là cây dưa hấu đỏ luôn ạ. Cây này thì phơm tàn cũng tròn xe luôn ha cô chú anh chị. Mã số 3 chiều cao 90, tán ngang 80, hoành 19 ạ. Cây này thì đang lên nụ hoa ha cô chú anh chị. Dưa hấu đỏ bông chùm. Dưa hấu đỏ bông chùm. Rồi, mã số 3 350 ngàn ạ. Tiếp theo mã số 4 ạ, là nho cây nho thân gỗ khác của chú anh chị. Cây giống nè. Thì cái này em có bán sỉ luôn ha cô chú anh chị. Cây này cũng khoảng bằng ngón tay út mình rồi nha bạn. Cũng khoảng bằng ngón tay út ha. Cây này thì chiều cao là trung bình là 60 nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mà mình mua một cây thì em vẫn bán ha, một cây là 200 ngàn. Còn mà cô chú anh chị nào mà lấy một cặp thì 380 nha cô chú anh chị. Nho thân gỗ vừa là Nho trái vừa thân là chơi gỗ vừa kiểng là luôn. trắng vừa là chơi kiểng luôn ha. Đây một cây của nó rất là xum ha cô chú anh chị. Cây thì đang rất là tốt luôn. Rồi em xin xuống mã số 4 ạ. Tiếp theo em lên mã số 5 ạ. Cũng là cây nho thân gỗ giống luôn các cô chú anh chị. Cây đang rất là mượt tốt luôn ha. Cây đang rất là tốt luôn. Bà con nào mà mình muốn đi mua số lượng sỉ Mình thì cứ muốn liên hệ dạ. liền với Cưng ha. Dạ, bà cô chú nào mà mình muốn sỉ lại để bán ha thì mình cứ liên hệ số điện thoại của em thì em sẽ để giá sỉ số lượng lại cho cô chú anh chị mình nha. Thì khi em giao thì em sẽ giao cây đúng chuẩn vậy ha cô chú anh chị. Thì chiều cao của nó là có thể là 560. Thân cây thì có thể là bằng ngón tay út. Một cây thì 200 ngàn. Mà một cặp thì 380 ạ. Rồi, em xin xuống mã số 5 ạ. Tiếp theo em lên mã số 6 ạ. Cũng là cặp nho hàng gỗ luôn ha cô chú anh chị. Thì ở vườn em là còn số lượng rất là nhiều nha cô chú anh chị. Một cây 200, một Một cặp cây là 200. 380. Dạ, một cặp thì 380. Đây nhà vườn số lượng còn rất là khủng khiếp nha bà con. Rất là nhiều. Bà con nào mà mình muốn giao lưu sỉ để về mình bán lại hoặc là số lượng lớn thì cứ liên hệ với nhà vườn nha. Rồi, tiếp theo em xin lên mã số 7 ạ. Một cây ngũ sắc thái hết cô chú anh chị. Hoa giấy ngũ sắc thái. Bộ đế rất là quái luôn. Chiều cao 1 mét, tán ngang 80. Hoành 20 ạ. Củ đế sạch nha cô chú anh chị. Đế rất là đẹp luôn. Mai ngũ sắc thái nha. Rồi mã số 7 380 ngàn ạ. Tiếp theo mã số 8. Một cây ghép nhiều màu hả cô chú anh chị. Cây này quá sát cái phân tàn luôn. Chiều cao 1m15, tán ngang 1m, hoành 14 ạ. Cây đang tàn thả tự do, bo rất là Đàn thả tự do dài cô chú luôn. anh chị. Cây này thì có vàng thái ha, đỏ lửa, cam lửa và tím ruby ha cô chú anh chị.
Phía bên đây là hồng gân ha. Cây năm này màu. 5 màu. Mã số 8 350.000 ạ. Tiếp theo mã số 9. Một cây đỏ lá khói ạ. Chiều cao 95, tán ngang 1 mét. Hoành 19 ạ. Đế một cốt lắc lượng. Đây một cốt lắc lượng rất là đẹp luôn. Rồi mã số 9 380.000 ạ. Tiếp theo mã số 10. Cây ngũ sắc hái ạ. Cây thì nó đang ra một đợt bông mới rồi ha cô chú anh chị. Chiều cao 80, tán ngang 75, hoành 18 ạ. Cây này đế đặc đẹp. Nhìn rất là lực cây. Rồi mã số 10 350.000 ạ. Tiếp theo mã số 11. Cây đỏ lá khói luôn ạ. Chiều cao 1 mét. Tán ngang 1m15, hoành 20 ạ. Cây củ đế rất là lực. Cây củ đế rất là lực hai cô chú anh chị, củ rất là quái luôn. Mã số 11 400.000. Tiếp theo mã số 12. Cây tím pháp nó cẩm thạch ạ. Chiều cao 70, tán ngang 70, hoành 16 ạ. Cây thì đang lên hoa rất là nhiều ha cô chú anh chị. Mã số 12 280.000. Mã số 13. Cây ngũ sắc hái. Chiều cao 1 mét, tán ngang 90, hoành 17 ạ. Đế rất là quái ha cô chú anh chị. Thì khi em xếp là em sẽ xếp nguyên chậu như hình cho cô chú anh chị mình ha. Rồi mã số 13 330.000 ạ. Tiếp theo mã số 14, cây tím pháp lá cẩm thạch. Chiều cao 70, tán ngang 50, hoành 19. Mã số 14, 300.000. Tiếp theo mã số 15, cây đỏ lá khói. Cây này đang phun hoa luôn. Cây đang phun hoa hả cô chú anh chị. Chiều cao 1 mét, tán ngang 1 mét, hoành 20 ạ. Hầu như những cái bộ đế đều là đẹp đẹp nha mà con. Lắc lượng. Trắng sạch. Rồi, mã số 15 390.000 ạ. Số điện thoại Zalo của nhà vườn em là 0762966109 ạ. Cũng là số Zalo luôn ạ. Rồi, mã số 16, một cây chiều tím lá vàng. Công một cốt. Một cốt cao to ha. Cây đang phun hoa luôn nha bà. Chiều cao 95, tán ngang 80, hoành 13. Đây, đem nghiêng xuống cho cô chú anh chị mình xem. Cái phân tàn nó tròn xe luôn ha cô chú anh chị. Phân tàn rất là tròn luôn nha. Cây thì đang phun hoa luôn ha. Rồi mã số 16, 300.000 ạ. Thì đợt này thì em bán cái lô giấy này thì cô chú anh chị mình ủng hộ nhà vườn em ha. Cây thì giá rẻ, dễ chơi luôn ạ. Rồi mã số 17, cây ngũ sắc thái. Chiều cao 95, tán ngang 85, hoành 16. Mã số 17, 360.000. Tiếp theo mã số 18, cây ngũ sắc thái tông cao ha cô chú anh chị. Chiều cao 1m25, tán ngang 1m, hoành 20 ạ. Cây thì đang hiện diện năm mặt hoa cho mình ha. Hồng, màu trắng phớt hồng ha cô chú anh chị. Màu cam, màu đỏ, màu vàng. Ở phía bên đây là màu hồng sắc pháo ha cô chú anh chị. Đủ năm màu cho mình ha. Rồi mã số 18, 430.000 ạ. Tiếp theo mã số 19.
Cũng là mã số cuối clip của nhà vườn em luôn ạ. À, một cây ngũ sắc thái tông cao ha cô chú anh chị, bồ đề thì rất là quái luôn. Chiều cao 1m40, tán ngang 90, hoành 20 ạ. À, dạ, mã số 19 430 nghìn ạ. À, phần cuối clip thì em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ nhà vườn em ạ. À, rất mong cô chú anh chị ủng hộ em clip kế tiếp này ạ. À, thì nho thân gỗ thì em còn số lượng rất là nhiều ha cô chú anh chị, mình sỉ lại bán lẻ thì mình cứ liên hệ số điện thoại của em ạ. À, em xin cảm ơn ạ. rồi em cảm ơn nhà vườn Hoàng Thịnh nha. Em chào bà con, chúc bà con mình xem clip rất là vui vẻ, hẹn lại bà con mình ở những clip kế tiếp nha bà con. Ở nhà vườn thì giao lưu những cái nho thân gỗ này, bà con mình giao lưu về chơi kiểng được và mình sử dụng ăn trái được luôn nha. Thì những clip trước nhà vườn có giao lưu những cái cây có trái rồi đó, bà con mình hãy ủng hộ nhà vườn ha, số lượng sỉ lẻ thì bà con liên hệ nha. Bye bye bà con, chúc bà con mình xem clip rất là vui vẻ, hẹn lại bà con mình clip kế tiếp ạ.